Chào mừng quý vị đang theo dõi bản tin trên kênh Thời sự Nhanh, kênh thông tin kiến thức hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi rất vui mừng khi được truyền tải tới quý vị những thông tin nóng hổi trong ngày. Đừng rời mắt khỏi màn hình và sau đây là phần điểm tin chính. Kit test Việt Á được dọn đường đến 62 tỉnh thành như thế nào? Tôi trong ngành y sẽ tủi thân nếu chuyển vốn đầu tư dự án y tế sang giao thông. Xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo thuộc Tổng Công ty Bình Dương. Rủ nhau lãnh án vì tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Và sau đây là phần nội dung chi tiết. Xin mời quý vị đón xem. Kit test Việt Á được dọn đường đến 62 tỉnh thành như thế nào? Quý vị thân mến, với chiêu chi hoa hồng khủng và sự tiếp tay của hàng loạt cán bộ, kit test Việt Á được dọn đường đến các cơ sở y tế trên 62 tỉnh thành, giá bán cao ngất ngường. Vụ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á và các đơn vị địa phương có thể coi là vụ án lịch sử khi cùng lúc có rất nhiều cán bộ lãnh đạo bị khởi tố bắt giam. Ưu ái ngay từ trứng nước, đầu năm 2020, dịch Covid-19 bùng phát, nhu cầu về trang thiết bị phòng chống dịch rất lớn, nhất là kit test. Trong bối cảnh ấy, Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt tài nguyên nghiên cứu cấp quốc gia về chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm Covid-19 với kỳ vọng về một sản phẩm made in Việt Nam tốt, rẻ, dồi dào. Học viện Quân y được tin tưởng giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện, kết hợp với một số thành viên thuộc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, gồm Tổng Giám đốc Phan Quốc Việt. Mục đích tốt đẹp là vậy. Tuy nhiên, quá trình thực hiện đề tài đã bị biến tướng vì động cơ không trong sáng của nhiều cá nhân có liên quan. Cụ thể, ngân sách chi gần 19 tỷ đồng để phục vụ nghiên cứu bộ kit test, nhưng khi kit test được cấp phép, chưa rõ bằng cách nào, kết quả lại được chuyển giao cho công ty Việt Á. Công ty này sau đó phân phối đến các cơ sở y tế doanh thu lên đến hàng tỷ đồng. Chưa dừng lại, website của Bộ Khoa học và Công nghệ dừng đăng tải thông tin về việc Tổ chức Y tế Thế giới WHO công nhận bộ kit test do công ty Việt Á sản xuất, thực hiện không được chấp thuận. Sau khi Bộ Công an khởi tố vụ án, thông tin này đã bị gỡ bỏ vì có sai sót. Đến nay, các cơ quan chức năng xác định một số lãnh đạo thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đã vi phạm quy định trong việc ký hợp đồng, nghiệm thu, chuyển giao, thanh quyết toán kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu của kit test cũng như trong truyền thông, xác nhận và đề nghị khen thưởng đối với Học viện Quân y, Công ty Việt Á. Về phía Bộ Y tế, cơ quan này là đơn vị cấp phép lưu hành cho bộ kit test của Công ty Việt Á. Bộ Y tế từng khẳng định các sản phẩm cấp phép đều đã được đánh giá đạt yêu cầu, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng của Việt Nam và đảm bảo đúng theo các quy định hiện hành. Đặc biệt, bộ này từng có công văn giới thiệu sản phẩm kit test Việt Á với giá bán 470.000 đồng một test, mức giá được Bộ Công an xác định là bị nâng khống để các cơ sở y tế và các bệnh viện chủ động liên hệ mua sắm phục vụ phòng chống dịch. Đến nay, cơ quan chức năng phát hiện một số lãnh đạo Bộ Y tế có vi phạm trong việc đánh giá chuyên môn, kiểm tra giám sát, cấp phép, cấp số đăng ký lưu hành, hiệp thương giá và mua sắm bộ kit test Việt Á. Trong đó, ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp tác động, hỗ trợ công ty Việt Á trong các khâu nêu trên, vươn vòi bằng tiền lót tay. Theo Bộ Công an, sau khi được cấp phép đăng ký lưu hành, Phan Quốc Việt thông đồng với lãnh đạo các đơn vị y tế để hợp thức hồ sơ chỉ định thầu, nâng khống giá thành của kit test khoảng 45% lên 470.000 đồng một kit test xét nghiệm. Đây cũng là mức giá được Bộ Y tế cung cấp trong công văn giới thiệu sản phẩm gửi đến các địa phương. Tính đến nay, công ty Việt Á đã cung ứng kit xét nghiệm cho CDC và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh, thành phố trên cả nước với doanh thu khoảng gần 4.000 tỷ đồng. Và để có thể vươn vòi đến từng địa phương như đã nêu, công ty Việt Á sử dụng chiêu chi hoa hồng với số tiền cực khủng dưới sự chỉ đạo của Phan Quốc Việt. Nhân viên công ty đã chi tới gần 800 tỷ đồng nhằm lại quả cho lãnh đạo các cơ sở y tế. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, hàng loạt bị can là lãnh đạo các trung tâm kiểm soát bệnh tật và bệnh viện đã bị khởi tố bắt giam vì nhận tiền liên quan đến Việt Á. Điển hình tại Hải Dương, ông Phạm Duy Tuyến, giám đốc CDC tỉnh này nhận của Việt Á số tiền lên tới 27 tỷ đồng. Thông qua việc bôi trơn, công ty Việt Á đã bán được kit xét nghiệm COVID-19 cho CDC Hải Dương thông qua 5 hợp đồng với tổng giá trị 151 tỷ đồng. Hay như tại Phú Thọ, ông Trần Gia Phú, phó giám đốc trung tâm xét nghiệm thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, nhận hơn 2 tỷ đồng của công ty Việt Á sau khi tham mưu cho lãnh đạo bệnh viện mua sản phẩm kit test. Hoặc tại Bắc Giang, ông Lâm Văn Tuấn, giám đốc CDC tỉnh có hành vi thông đồng cấu kết với Phan Quốc Việt và những người liên quan trong tổ chức đấu thầu mua kit xét nghiệm do công ty Việt Á sản xuất với tổng giá trị hơn 148 tỷ đồng. Thông qua một công ty, Việt Á chi phần trăm ngoài hợp đồng với 44 tỷ đồng, sau đó công ty này trích lại cho ông Tuấn.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cho biết đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, rà soát kê biên, phong tỏa tài sản của các bị can để đảm bảo triệt để thu hồi cho nhà nước. Xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo thuộc Tổng Công ty Bình Dương. Thưa quý vị, đại diện tỉnh ủy Bình Dương mong hội đồng xét xử ghi nhận những tình tiết giảm nhẹ với từng bị cáo, nhất là đối với 4 bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ và những bị cáo có nhiều đóng góp cho tỉnh. Quá trình diễn ra phiên tòa xét xử 28 bị cáo bị truy tố về những sai phạm trong quản lý sử dụng đất đai tại tỉnh Bình Dương, gia đình bị cáo Nguyễn Văn Minh, cựu chủ tịch hội đồng thành viên Tổng Công ty Bình Dương đã gửi đơn tới hội đồng xét xử trình bày những tâm tư nguyện vọng của gia đình. Gia đình bị cáo Minh xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo thuộc Tổng Công ty Bình Dương, bởi cho rằng họ là những người đã đóng góp nhiều công sức cùng bị cáo Minh xây dựng và phát triển Tổng Công ty. Trong đơn, bà Lê Thị Bích Ngọc là vợ của bị cáo Nguyễn Văn Minh đã trình bày về những cống hiến của chồng mình trong suốt 40 năm sát cánh cùng tập thể cán bộ công nhân viên Tổng Công ty ngày 3 tháng 2, tiền thân của Tổng Công ty Bình Dương. Từ 4 triệu đồng vốn vay mượn ban đầu và 8 người thợ, đến nay, Tổng Công ty đã phát triển với tổng số 13 công ty con, đem lại việc làm ổn định cuộc sống cho hơn 10.000 lao động. Suốt 40 năm miệt mài phấn đấu, để xảy ra kết quả ngày hôm nay, khi cả chồng, con gái và cả con rể phải ra hầu tòa, đối với bà Ngọc là một nỗi đau đớn và tủi nhục. Bà mong mỏi hội đồng xét xử xem xét thấu tình hợp lý, cân nhắc xóa bỏ mọi tội danh tham ô cho chồng bà là bị cáo Nguyễn Văn Minh. Xem xét miễn trách nhiệm hình sự cho con gái bà là Nguyễn Thục Anh, xem xét hành vi cho con rể bà là bị cáo Nguyễn Đại Dương. Trình bày trong đơn, bà Ngọc thừa nhận công tội phải phân minh và bày tỏ tin tưởng vào sự công tâm, nghiêm minh của pháp luật. Chồng bà cùng các bị cáo khác trong vụ án sẽ phải chịu trách nhiệm về những sai phạm của mình. Tuy nhiên, bà Ngọc cũng xin hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo Minh được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, ghi nhận sự cống hiến trong công việc của bị cáo Minh. Bà Ngọc mong hội đồng xét xử xem xét những lỗi lầm do chủ quan của chồng bà và các bị cáo thuộc Tổng Công ty, xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo, đồng thời tạo điều kiện cho bị cáo Minh được điều trị các bệnh nan y. Trước đó, nói lời sau cùng tại tòa, bị cáo Nguyễn Thục Anh đã cảm ơn mẹ bị cáo, bà Lê Thị Bích Ngọc đã theo dõi ba cha con bị cáo trong suốt phiên tòa. Thục Anh trình bày, 2 năm vừa qua là những chuỗi ngày địa ngục với bị cáo và gia đình, khi cha chồng và bản thân bị khởi tố. Bị cáo vừa phải nuôi con, vừa gánh khoản nợ khổng lồ của gia đình, nhưng bị cáo không cho mình bỏ cuộc. Chỉ cần có cơ hội làm việc, cống hiến cho xã hội, bị cáo sẽ cố gắng đến cùng, Thục Anh bày tỏ. Trong phần tranh luận, đại diện tỉnh ủy Bình Dương đã đánh giá, tỉnh Bình Dương phát hiện như ngày hôm nay là nhờ có tinh thần đoàn kết, vượt khó, năng động, sáng tạo, đổi mới của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tỉnh, trong đó có một phần đóng góp quan trọng của hầu hết các anh chị đang là bị cáo trong vụ án này. Trên cơ sở đó, đại diện tỉnh ủy Bình Dương mong hội đồng xét xử ghi nhận những tình tiết giảm nhẹ phù hợp với từng bị cáo, nhất là đối với các bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ và những bị cáo có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Bình Dương, tạo điều kiện cho các bị cáo có cơ hội được trở về với gia đình, người thân sớm hơn trong những ngày cuối đời còn lại của mỗi người. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, các bị cáo vụ án là lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương và một số cơ quan tham mưu của tỉnh Bình Dương đều biết việc bị cáo Nguyễn Văn Minh và đồng phạm chuyển nhượng 43 ha đất vàng và 30% vốn góp tại công ty Tân Phú cho tư nhân là trái quy định gây thất thoát tài sản của nhà nước. Tuy nhiên, các bị cáo đã không ngăn chặn, yêu cầu khắc phục, thu hồi tài sản cho nhà nước mà còn hợp thức hóa thủ tục để Nguyễn Văn Minh hoàn tất việc chuyển nhượng tài sản nhà nước sang công ty của con rể là Nguyễn Đại Dương và bán cho công ty tư nhân, gây thất thoát cho nhà nước gần 985 tỷ đồng. Các bị cáo còn lại làm trái các quy định của pháp luật khi không xác định lại giá trị, quyền sử dụng đất khu, đất vàng 145 ha khi cổ phần hóa doanh nghiệp dẫn đến thất thoát hơn 4.030 tỷ đồng cho nhà nước. Ngoài ra, theo Viện Kiểm soát, với mục đích tạo nguồn tiền để hoàn ứng khoản tiền lớn do đã sử dụng trước đó trái nguyên tắc tài chính, tạo điều kiện để hai công ty sân sau có quyền lợi của cá nhân và người thân trong gia đình, bị cáo Nguyễn Văn Minh đã ban hành chủ trương, quyết định và chỉ đạo cùng các bị cáo khác chiếm đoạt hơn 815 tỷ đồng.